một nhạc phẩm rất là ý nghĩa khác, đó là nhạc phẩm Gửi Người Dưới Tuyến qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đông Thảo. Xin cảm ơn anh Nam Lộc và chị Diệu Quyên. Đông Thảo xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị có nóng lắm không? Chắc là cũng không đến nỗi tại vì có mái che. Vâng, Đông Thảo xin mời quý vị thưởng thức Gửi Người Dưới Tuyến. Thank you.
Rất là cảm ơn sự đóng góp của Đồng Thảo và các anh chị em nghệ sĩ đến từ San Jose.